Xin chào các bạn, cho mình hỏi là các bạn đã từng ăn kẹo nổ bao giờ chưa? Cảm nhận của các bạn như thế nào? Hãy comment ngay phía bên dưới cho mình biết đấy nhé. Vậy các bạn có biết tại sao kẹo nổ lại nổ và chúng có thực sự an toàn với chúng ta hay không? Thì trong video ngày hôm nay hãy cùng với kính hiển vi làm thí nghiệm với kẹo nổ và quan sát xem điều gì sẽ xảy ra dưới kính hiển vi nha các bạn. Let's go! Video này chúng ta sẽ làm 3 thí nghiệm. Thí nghiệm thứ nhất là cho kẹo nổ vào nước. Thí nghiệm thứ hai là cho kẹo nổ vào nước ngọt có ga. Và thí nghiệm thứ ba là thử cho nước ngọt có ga vào kẹo nổ. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện 3 thí nghiệm này để so sánh xem phản ứng của kẹo nổ với hai loại dung dịch là nước và nước có ga sẽ như thế nào. Bắt đầu thôi các bạn. Chúng nổ kêu to thật đấy các bạn ạ. Nghe rất là vui tai và có cả những bong bóng nổi lên rất nhiều này. Chúng ta có thể thấy rằng khi cho kẹo nổ vào nước thì bong bóng nổi lên rất là nhiều và những cái tinh thể, những cái bọt khí nó nổi từ dưới lên ấy. Còn đối với bên nước ngọt có ga thì các tinh thể kẹo đã được đẩy lên trên bề mặt của nước, dù là đổ nước ngọt có ga vào hay là đổ kẹo nổ vào nước ngọt cũng thế các bạn ạ. Sau 3 phút thì ở các tinh thể kẹo nổ của cả 3 mẫu đều đã tan hết rồi các bạn ạ. Một câu hỏi đặt ra ở đây là vì sao kẹo nổ lại nổ và phản ứng của kẹo nổ dưới kính hiển vi sẽ trông như thế nào thì hãy cùng mình theo dõi tiếp nhé. Và đây là hình ảnh các bạn đang quan sát dưới độ phóng đại là 40 lần. Chúng ta quan sát thấy rất rõ các tinh thể của kẹo và cả tinh thể đường màu trắng nữa này. Bên trong các tinh thể kẹo nổ này có rất nhiều những cái bọt khí li ti nữa. Bây giờ mình sẽ cho nước vào tinh thể kẹo nổ này. Các bạn thấy những cái bong bóng khí nó liên tục vỡ ra và tạo thành các tiếng nổ tách tách đấy. Để biết được câu trả lời vì sao kẹo nổ lại nổ thì trước hết chúng ta cần biết được bản chất của kẹo nổ là những tinh thể kẹo nhỏ được làm từ đường này, nước, siro, phẩm màu nhân tạo, chất điều chỉnh độ axit và các loại hương liệu khác. Và không thể không kể đến một thành phần vô cùng quan trọng để tạo nên kẹo và nổ này thì không thể thiếu chất tạo khí carbonic. Khí carbonic dioxide này có áp suất cao, được thêm vào siro và sau đó được làm lạnh để tạo thành một viên kẹo cứng. Điều này dẫn đến sự hình thành các bong bóng khí nhỏ carbon dioxide bị mắc kẹt ở bên trong viên kẹo mà các bạn đang quan sát đấy. Khi chúng ta cho vào miệng thì cũng tương tự, nước bọt sẽ làm tan viên kẹo. Kết quả là khí carbonic có áp suất cao này sẽ thoát ra cùng với các tiếng nổ tách tách rất là vui tai đúng không các bạn? Mặc dù là có phản ứng nom có vẻ kinh dị, nhưng sản phẩm này cũng không chứa các thành phần độc hại nên chúng ta có thể sử dụng được. Tuy nhiên cũng giống như nước ngọt có ga vậy các bạn, chúng ta cũng không nên ăn quá nhiều bởi vì sẽ khiến chúng ta bị đầy bụng và đau họng nữa đấy. Thú nhận là mình đã bị đau họng và ho sau khi ăn kẹo nổ này đấy các bạn ạ, nên các bạn hãy chú ý nha. Vậy là chúng ta đã đi hết video ngày hôm nay. Nếu như các bạn tò mò về chủ đề nào thì hãy comment ngay bên dưới để chúng mình thực hiện sớm nhất. Và đừng quên đăng ký kênh để nhận thông báo khi có video mới nha các bạn. Bye bye!